Vợ chồng Hồ Hoài Anh và các cặp sao muốn ly hôn nhưng đổi ý, đến tòa sai ngày, rủ nhau ăn phở rồi về. Trục trặc trong hôn nhân là điều không thể tránh khỏi, nhiều gia đình sao cũng gặp phải vấn đề tương tự. Có khi những mâu thuẫn không thể giảng hòa đã khiến họ từng có ý định lôi nhau ra tòa ly dị. Thế nhưng khi bình tâm suy xét lại, họ vẫn chọn hạ cái tôi xuống để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, ca sĩ Lưu Hương Giang. Mối lương duyên của Hồ Hoài Anh, ca sĩ Lưu Hương Giang bắt đầu từ năm 2004 khi nữ ca sĩ cần tìm phòng thu cho những dự án âm nhạc của mình và được chị gái là Lưu Thiên Hương giới thiệu đến phòng thu của nam nhạc sĩ. Trong lần đầu gặp, cả hai đã đem lòng mến nhau. Năm 2009, sau 4 năm tìm hiểu, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang về chung một nhà trước sự chứng kiến chúc phúc của bạn bè lẫn người hâm mộ. Sau đám cưới, đời sống của đôi vợ chồng quyền lực trong làng âm nhạc Việt gần như không có bất kỳ điều tiếng nào. Cặp đôi có hai cô con gái xinh đẹp thường xuất hiện cùng bố mẹ trong các sự kiện. Tuy nhiên, vào ngày 7 tháng 10 năm 2019, thông tin vợ chồng Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh ly hôn được xác nhận từ Tòa án Nhân dân quận 2 thành phố Hồ Chí Minh đã gây xôn xao trong dư luận. Ngay trước khi tin đồn xảy ra, cặp đôi cũng vừa xuất hiện cùng nhau tại một số sự kiện. Đặc biệt, Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh còn cùng nắm tay nhau tham gia một cuộc phỏng vấn xoay quanh câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ sau khi sinh con của nữ ca sĩ. Những tưởng họ vẫn là một cặp đôi hạnh phúc viên mãn sau 14 năm, nhưng nào ngờ sự thật luôn chứa đầy những uẩn khúc. Ngoài ra, trên trang cá nhân, giọng ca đừng ngoảnh lại cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh cả gia đình hạnh phúc bên nhau. Do đó, trước thông tin tan vỡ, nhiều khán giả và đồng nghiệp tỏ ra hoang mang và bất ngờ. Sau khi thông tin ly hôn gây hoang mang cư dân mạng, nam nhạc sĩ 42 tuổi đã đăng tải một dòng trạng thái khá dài đính chính thông tin lên trang cá nhân. Anh cho hay mình và bà xã vẫn hạnh phúc và chưa bao giờ giấu điều gì với khán giả hay những người yêu mến cặp đôi. Thời điểm đó, đại diện truyền thông của Lưu Hương Giang cũng khẳng định chuyện ly hôn là có thật, nhưng hiện tại mọi chuyện đã ổn. Một ngày sau đó, Lưu Hương Giang chính thức lên tiếng đính chính sự việc. Cô thừa nhận cuộc ly hôn và cho biết điều đó xảy ra vào khoảng thời gian cả hai cùng mất phương hướng. Gần đây nhất, chúng tôi có chia sẻ về cuộc sống riêng tư cho mọi người với tâm thế của một vợ chồng vừa trải qua một giai đoạn khó khăn của hôn nhân. Với một cặp vợ chồng đã vượt qua được giai đoạn khủng hoảng để hôm nay vẫn bước chung đường, cùng nhìn về một hướng, chúng tôi mong rằng các bạn hãy mừng cho chúng tôi. Chuyện riêng của vợ chồng tôi đã diễn ra khá lâu, được khơi dậy không đúng thời điểm gây hiểu lầm cho rất nhiều người và cũng ảnh hưởng tới hai gia đình, thật đáng tiếc, Lưu Hương Giang cho biết. Hiện tại, cuộc sống của vợ chồng Hồ Hoài Anh rất hạnh phúc, tuy nhiên nam nhạc sĩ hiện đang bị bủa vây bởi tin đồn bị bắt ở Tây Ban Nha. Diễn viên Anh Tuấn Nguyệt Hằng. Anh Tuấn Nguyệt Hằng đều là những diễn viên quen mặt với khán giả phim truyền hình, nhưng không phải ai cũng biết, ngoài đời họ là vợ chồng và cuộc hôn nhân ấy cũng từng trải qua nhiều sóng gió. Sau khi kết hôn, cặp đôi rất chật vật và khó khăn để mưu sinh vì tiền cát xê đi diễn rất bèo bọt, công việc kinh doanh lại liên tiếp thất bại. Không chỉ khó khăn về mặt kinh tế, tình cảm của cặp đôi cũng rất nhiều thăng trầm khi anh Tuấn chưa thật sự coi trọng gia đình. Có thời điểm cặp đôi đã viết và ký đơn ly hôn, nhưng đem ra phường nộp không đúng ngày nên rủ nhau đi ăn phở rồi về nhà không ly dị nữa. Anh Tuấn thừa nhận từng lạc lối tìm kiếm thú vui bên ngoài, thế nhưng may mắn anh đã kịp thời nghĩ đến sự tổn thương của vợ và những thiệt thòi của các con khi bố mẹ không sống với nhau nữa. Hoan Trung Ưm và chồng doanh nhân. Trường hợp của nữ diễn viên Hoan Trung Ưm được cho là hy hữu ở showbiz Hàn. Vào tháng 9 năm 2020, nữ diễn viên đã nộp đơn ly hôn lên tòa với lý do riêng tư không thể tiết lộ. Người hâm mộ không khỏi tiếc nuối bởi trước đó Trung Ưm có cuộc sống như mơ bên chồng doanh nhân. Cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng. Thế nhưng gần một năm sau, chính Hoan Trung Ưm đưa ra thông báo đã hòa giải thành công và quyết định rút đơn ly dị chồng. Ngay khi tin tức nổ ra, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh đi du lịch với chồng và con trai. Phía công ty cho biết Hoan Trung Ưm đã thấu hiểu sự khác biệt với chồng trong quá trình ly hôn và quyết định tiếp tục mối quan hệ sau một cuộc nói chuyện sâu sắc. Sau khi tái hợp, cô và chồng cũng nhanh chóng có em bé thứ hai. Hiện tại cặp vợ chồng vẫn sống vô cùng hạnh phúc. Người hâm mộ đồng loạt để lại lời chúc mừng và hy vọng cuộc hôn nhân của Hoan Trung Ưm vẫn mãi viên mãn về sau.